Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Từ Westminster, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình trực tiếp Cà Phê Sáng được phát đi với quý vị ngay tại studio của Lido Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tây tháng Giêng và chúng ta cùng đến với những bản tin dự báo thời tiết đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, nhiệt độ trung bình là 46 độ, thưa quý vị, khá là lạnh lẽo, và nhiệt độ cao nhất vào ngày hôm nay lên tới 78 độ. Một số những khu vực cá biệt nằm phía bên trong lục địa có khi lên tới 85 độ thưa quý vị. Như quý vị biết rằng trong những ngày tháng vừa qua thì nhiệt độ rất là thất thường. Có những ngày thật là ấm áp nhưng tuy nhiên thì có những ngày thật là lạnh lẽo. Biên độ dao động về nhiệt độ trong ngày rất cao. Buổi tối thì trong khoảng từ 45-46 độ. Nhưng vào ban trưa thì có khi nhiệt độ lên tới 78 hoặc là 80 độ thưa quý vị. Thời tiết vào kiểu này rất dễ bị cúm quý vị nhé. Cũng giống như cơ thể chúng ta chưa thích ứng được với cái biên độ dao động như thế này. Độ ẩm trong không khí chỉ ở mức 25% mà thôi. Dự báo từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần này, nhất là vào ngày thứ 6, thứ 7, nhiệt độ sẽ còn giảm, chỉ còn có 66 độ. Tuy nhiên thì bắt đầu vào tuần sau sẽ có một đợt không khí nóng có khi lên tới 85 hoặc 87 độ sẽ ảnh hưởng tại Nam California trong một vài ngày sắp tới, thưa anh. Kính thưa quý vị, động đất mạnh ở tiểu bang Alaska. Động đất mạnh đến độ 8.2 vào sáng hôm nay 23 tháng 1 năm 2018 đã rung chuyển ở độ sâu 10 km ở dưới đáy biển và ở cách Alaska, bang của Hoa Kỳ, có khoảng 280 km về phía đông nam. Đây là một trong những vụ động đất mà đã làm cho nhiều người ta có những cái sự là sẽ đề phòng một cơn sóng thần. Tuy nhiên, tất cả những cái sự liên quan đến một trận động đất ở Indonesia 6 chấm có thể đưa ra những cái nghi ngờ chính xác về sở theo dõi khí hậu và thời tiết và cho biết rằng có thể có những trận sóng thần sẽ diễn ra ở bờ biển của Alaska. Thưa quý vị, Alaska là một trong những tiểu bang ở ngoài, ở phía cực sát biên giới với Nga Sô của Hoa Kỳ, là một trong những cái nơi hành nghề đánh cá rất nhiều, bờ biển là một trong những cái tài nguyên phong phú cho Hoa Kỳ và dầu hỏa. Nhưng hôm qua thì trận động đất là làm ngưng hẳn tất cả những cái vấn đề gọi là đi chắc anh Tuấn biết rằng ở Alaska người ta có những cái chiếc tàu đi săn hàng tuần lễ tất cả những loại gọi là cua đá này, cua Alaska này, yeah. Cua lớn này. Và hôm qua và cái nghề khai thác dầu hỏa ở Alaska có thể nói rất là phồn thịnh. Nhưng hôm qua thì một trận động đất rất là mạnh ở cường độ 8.2. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, quý vị đã theo dõi tất cả các chương trình tin tức thời sự về thế giới trong toàn Hoa Kỳ. Và có một điều người ta nói đến đó là vấn đề đóng cửa chính phủ. Thì ngày hôm qua, chính phủ đã mở cửa lại với một cái dự luật mới để chi tiêu tạm thời cho chính phủ của Hoa Kỳ. Hai phía đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng ý với nhau để đi đến một cái quyết định, là trong đó đa số ngoài 60 thượng nghị sĩ đã đồng ý chấp nhận cái dự luật mới này. Đây là một cái sự hãnh diện cho tất cả vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã có công để làm cho vấn đề chính phủ khỏi bị đóng cửa. Vậy thì trong cái tình trạng mà đến ngày 8 tháng 2, những cái điều gì giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đưa ra để hầu có thể đáp ứng lại được cái nhu cầu của hai phía nào? Như chúng tôi đã loan báo, việc mà mở cửa tạm thời 3 tuần là để cho các nhà lập pháp người ta có thể bàn luận với nhau, cũng giống như tìm ra một hướng chung giữa lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về chuyện liệu họ có thống nhất với nhau về, thứ nhất là chính sách về DACA, tức là chương trình tạm hoãn thi hành trục xuất đối với những trẻ em qua Mỹ theo dạng di dân lậu mà dưới tuổi vị thành niên, hay là không. Và những cái chương trình ví dụ như là các gói ngân sách về quốc phòng và cũng giống như là ngân sách về bức tường xây biên giới, thưa anh. Và khi mà tuyên bố này được đưa ra đó, thì ban đầu thì rất nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên thì cho đến vào buổi trưa họ nói rằng việc mở cửa chính phủ là ưu tiên đầu tiên, không có một lý do về vấn đề chính trị ở trong này. Nên cả hai đảng
giành được một số phiếu lên tới 84 trên số 18 thôi. Vâng, kính thưa quý vị, lưỡng đảng lãnh đạo của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã đồng ý ủng hộ dự luật sau khi chấp nhận lời hứa của Đảng Cộng Hòa là cho một cuộc thảo luận về tương lai của những người nhập cư Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Tổng thống Donald Trump đã ký vào một bản dự luật vào tối thứ Hai ngày 22 tháng 1. Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa có thể không giải ngân. Ông Trump và Đảng Dân Chủ đổ lỗi cho nhau nhiều hơn, nhưng tất cả người dân Hoa Kỳ, bất kỳ về phía Cộng Hòa hay Dân Chủ, đều đổ lỗi cho tất cả những người chịu trách nhiệm ở tại White House cũng giống như là tại Điện Capitol. Và một trong những cái sự kiện là cho thấy là qua cái vấn đề mà đóng cửa chính phủ, Mỹ đã bắt đầu có những cái ý định giảm sự tài chính cho Liên Hiệp Quốc. Và có một điều là người ta bắt đầu nghi ngờ về vấn đề Tổng thống Donald Trump có những cái vấn đề là kỳ thị chủng tộc. Nhưng phía Tổng thống Donald Trump, ông đã mạnh dạn và phủ nhận tất cả những cáo buộc của ông về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Đây là biện pháp tạm thời trong tư thế kể từ tháng 10 năm 2017 vì Điện Capitol không thể thống nhất cho một ngân sách dài hạn. Kính thưa quý vị, thông thường thì Điện Capitol, tất nhiên là những vị thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ, đều đưa ra một cái bản ngân sách toàn diện cho quốc gia, nhưng vì tất cả những cái khó khăn và mâu thuẫn giữa hai bên thành không có thể đi đến một vấn đề gọi là chính sách ngân sách dài hạn cho Hoa Kỳ. Giải pháp ngân sách tạm thời này sẽ duy trì nguồn ngân sách của chính phủ cho đến hôm 8 tháng 12 với hy vọng quốc thể hội có thể đoạt được một thỏa thuận ngân sách dài hạn trong thời gian đó. Tôi đang nghĩ rằng chính phủ có thể đi đến một cái chấp thuận cho một cái ngân sách dài hạn hay là không? Nếu như mà các nhà lập pháp họ nghĩ rằng những cái thiệt hại về chính phủ trong tương lai nó cao hơn trong các vấn đề chính trị, thì em nghĩ rằng sẽ có những cái sự luật bàn tiếp theo thôi anh. Vâng, kính thưa quý vị, tình trạng đóng cửa chính phủ đã kết thúc, nhưng cuộc chiến nhập cư và ngăn ngân sách vẫn ầm ĩ. Cả hai bên, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều cố gắng tuyên bố thắng cuộc, nhưng với một cái mức độ vinh quang khác nhau. Hai bên, bên nào cũng nói rằng là phần thắng về chúng tôi và đổ lỗi cho phía bên kia, nhưng tất cả mọi phía đều có quan điểm lập riêng riêng của họ. Những người thuộc phe Cộng Hòa thì họ vui mừng vì không giống như những lần trước, cửa chính phủ đóng trước. Như họ vì không bị trầy trật một chút nào. Lãnh đạo của khối đa số ở Thượng viện là Thượng nghị sĩ McConnell hứa hẹn một cuộc tranh luận mới cởi mở và bỏ phiếu về việc bảo vệ gọi là Dream và tất nhiên là luật DACA. Nhưng trên thực tế điều này có thể không xảy ra 3 tuần lễ từ nay vì tất cả các đảng viên Dân Chủ đã gây áp lực đóng cửa chính phủ thêm một lần nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta chờ xem đến ngày 8 tháng 2 liệu chính phủ lại có rơi vào một cái tình trạng đóng cửa nữa hay không. Mà trong cái thời điểm đó là Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên xuất hiện để đọc một bài diễn văn trước của lưỡng đảng và trước toàn dân Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của ông, thưa anh Tuấn. Đó là một trong những sự kiện rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, ở Việt Nam chúng ta thường hay có cái câu tục ngữ rằng đưa người cửa trước đón người cửa sau, hoặc là đưa người cửa sau và đón người cửa trước. Kính thưa quý vị, đó là tình hình chính trị tại Việt Nam diễn ra vào hôm nay. Hiện nay thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sô đang có mặt trong chuyến thăm Việt Nam với mục đích là kết tạo cái tình thân hữu giữa hai quốc gia, đồng thời để coi tình trạng là sử dụng tất cả các vũ khí chiến lược của Nga Sô cho Việt Nam như thế nào. Và trong một chuyến viếng thăm ba quốc gia ở trong khu vực gọi là châu Á Thái Bình Dương, kính thưa quý vị, và đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á, đó là Miến Điện, Laos và Việt Nam. Nhưng trong lúc bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể nói đến một chuyến thăm đặc biệt của ông tướng Jim Mattis. Ông Jim Mattis là cựu tướng hồi hưu và đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện nay ông đang có mặt tại Indonesia và ông sẽ có một chuyến viếng thăm đặc biệt Việt Nam trong 2 ngày. Và ông cũng được ông Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đãi như những gì ông đã tiếp đãi ông Bộ trưởng Nga Sô. Điều này cho thấy rằng đã có một cái xu thế là Nga Sô với Hoa Kỳ đang kề cận với nhau và gây ảnh hưởng đối với những cái quốc gia ở trong khu vực, thưa anh Tuấn. Trong cùng lúc đó thì tin tức từ CNN loan báo cho biết rằng có thể rằng ông giám đốc đương nhiệm của FBI, Cục Điều tra Liên bang, đó là ông Chris Wray, người mới có giữ chức vụ này chưa được tròn trẹn nửa năm sau khi mà ông cựu giám đốc của FBI đó, đó là ông James Comey, bị sa thải, cho biết rằng có thể ông Chris Wray cũng đang bị áp lực là bị chính quyền sa thải, nhất là áp lực từ bên phía ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Jeff Sessions. Sự việc xảy ra sau khi mà bên phía chính quyền ông Tổng thống Donald Trump muốn Cục Điều tra Liên bang, nhất là dưới quyền của ông phó giám đốc của Cục Điều tra Liên bang, đó là ông Andrew McCabe, về việc có hay không điều tra những cái hồ sơ cũng như là những email của bà Hillary Clinton.
Lật ngược lại lịch sử trước đó, như quý vị biết rằng dưới thời của ông James Comey thì FBI tuyên bố rằng họ không có đủ những chứng cứ để đưa cái cuộc email của bà Hillary Clinton ra thành một cái bản cáo trạng đàng hoàng. Nhưng mà dưới thời ông Tổng thống Trump thì ông cũng như là ông Bộ trưởng Tư pháp ông Jeff Sessions luôn luôn đốc thúc FBI phải làm mọi cách để có thể đưa ra những hồ sơ này. Nhưng ông phó giám đốc đó là ông Andrew McCabe thì không làm điều đó. Là dĩ nhiên thì quý vị biết rằng người sếp tức là ông Chris Wray, giám đốc FBI, sẽ là người nhận hết tất cả những cái sự áp lực này. Với tin tức này được đưa ra một lần nữa, bên giới nhận định người ta cho biết rằng có một cái sự lủng củng ở trong cục điều tra liên bang, nhất là những gì đang diễn ra từ ông Donald Trump cho tới ông Bộ trưởng Tư pháp ông Jeff Sessions, và bây giờ với người mà được coi là khá có uy tín trong cộng đồng về điều tra, đó là ông Chris Wray, hiện là đương kim của giám đốc FBI, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói nội vụ ở trong Bộ Tư pháp đã đưa đến những cái vấn đề xào xáo. Việc trước tiên ông Jeff Sessions là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông là một trong những nhân vật đã được Tổng thống Donald Trump tín nhiệm ngay khi lúc ban đầu Tổng thống Donald Trump đắc cử vào trong cuộc tranh cử năm 2016. Nhưng ông Jeff Sessions bây giờ hiện nay đang bắt buộc ông Gray phải sa thải ông McCabe, và là một cái nguồn quen thuộc với tình hình nói rằng là trong cái phiên họp giữa ông Don McGahn đến Nhà Trắng đã gây thất vọng và như thế nào do ông McGray đưa ra. Ông Gray là một trong những cái người bộ được chỉ định làm giám đốc cơ quan tình báo, cơ quan điều tra trung ương FBI do Tổng thống Donald Trump đề nghị. Tuy nhiên ông lại bị ông Sessions bật những cái áp lực, và những cái áp lực đó đã không được ông Sessions hài lòng khi mà ông yêu cầu ông Gray phải sa thải ông McCabe. Như sự việc như thế nào thì đó là một trong những cái cuộc tranh cãi ở phía Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều mà người ta nói rằng một trong những cái người thân cận của White House, đó là bà Conway, đã nói: "Tôi chắc chắn không thảo luận về những gì Tổng trưởng Tư pháp và Giám đốc Gray thảo luận về công việc. Tôi sẽ không có kiến thức trực tiếp về điều đó." Điều đó cho thấy rằng White House sẽ đứng vào cái sự việc mà tranh chấp giữa hiện nay giữa Bộ trưởng Tư pháp và Giám đốc Cơ quan Điều tra Trung ương FBI. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà phê sáng, và chúng tôi lại quý vị trong giờ.